Kính thưa quý vị, gần một năm kể từ khi chính phủ ký quyết định 445 thông qua đề án thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020, thì đến nay nhiều địa phương tại đây vẫn đang loay hoay với việc triển khai mô hình này. Góp ý cho việc thực hiện quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại đồng bằng sông Cửu Long sáng ngày 23 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các địa phương cho biết đã hoàn tất việc gửi danh sách hợp tác xã tham gia đề án thí điểm. Cụ thể đã có gần 149 hợp tác xã đang hoạt động và 30 tổ hợp tác được chọn tham gia đề án. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang lúng túng trong việc triển khai, cụ thể ở việc tuyên truyền phổ biến cho bà con nông dân, tổ chức tập huấn cho các đối tượng của hợp tác xã. Đáng chú ý là công tác giải ngân kinh phí để triển khai đề án vẫn đang diễn ra rất chậm. Kế hoạch 2017 này thì lượng kinh phí rất là lớn, không phải là ít, khoảng trên 110 tỷ. Như vậy bình quân mỗi một tỉnh là khoảng hơn 10 tỷ. Nhưng mà vấn đề là giải ngân thôi, hồ sơ thủ tục đang mà lại bắt buộc là phải theo quy định của nhà nước, thì tôi cho rằng đây là một cái mà cần tháo gỡ ngay. Và tôi cũng sẽ phải kiến nghị với ngành nông nghiệp của Liên Minh sẽ triển khai và tập huấn luôn ngay trong tháng 3 này về cái việc là triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch rồi là hồ sơ thủ tục để mà giải ngân được cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã theo cái quyết định 445 của năm 2017. Quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 3 năm 2016 nhằm xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tổ chức các mô hình hợp tác xã sản xuất phải theo chuỗi, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, gắn với doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra những mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, việc xây dựng hợp tác xã thí điểm được chọn ở 3 lĩnh vực thế mạnh của vùng là lúa gạo, thủy sản và trái cây. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, việc xây dựng thí điểm các hợp tác xã kiểu mới cũng là một trong những bước đi của tiến trình đổi mới nông nghiệp Việt Nam.